Từ lâu, cuộc sống của con người đã gắn liền với những dòng sông. Sông cho tôm cá, sông cho phù sa để canh tác. Thời kỳ hiện đại, sông còn là nơi để xây các đập thủy điện, cung cấp năng lượng cho con người. Sẽ là một lợi thế lớn trong phát triển kinh tế cho các quốc gia có các con sông lớn chảy qua. Vào thời cổ đại, Ai Cập nằm ở vùng đông bắc của châu Phi, nơi có dòng sông Nin chảy qua. Lưỡng Hà là tên gọi vùng đất giữa hai con sông Euphrates và Tigris ở khu vực Tây Nam Á. Và tại sao người ta lại cho rằng Ai Cập và Lưỡng Hà được ví là tặng phẩm của các dòng sông? Mình mời các bạn cùng khám phá trong video nhé! Sông Nin, dài khoảng 6.400 km, đoạn chảy qua Ai Cập dài khoảng 700 km, là con đường giao thông huyết mạch của đất nước. Ở Ai Cập, nước sông Nin lên xuống hai mùa, trong năm khá ổn định. Khi nước dâng lên cao, toàn bộ lưu vực sông trở thành một biển nước mênh mông. Khi nước rút đi, để lại hai bên bờ một lớp phù sa màu mỡ, rất mềm, xốp, dễ canh tác. Người ta chỉ cần dùng những công cụ bằng gỗ, đá chọc lỗ, gieo hạt hoặc cuốc sới qua loa, cũng thu hoạch được một mùa bội thu. Khi thu hoạch xong, thì cũng bắt đầu mùa khô, đất phù sa pha cát, bị gió mạnh cuốn lên thành một đồng cát bụi. Vì vậy, Herodot, nhà sử học cổ đại đã từng viết, sông Nin không chỉ tạo nên ở vùng thung lũng một dải đất phù sa màu mỡ, có chỗ dày tới 10 mét, mà hàng năm còn mang nước tưới cho cây cối, hoa màu tốt tươi, biến Ai Cập từ một đồng cát bụi trở thành một vườn hoa. Đối với sông Euphrates và Tigris, được bắt nguồn từ vùng núi thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, chảy qua Iraq ngày nay và đổ ra vịnh Ba Tư. Theo sách lịch sử thế giới cổ đại, nhà xuất bản giáo dục, thì về mùa xuân, nước sông Euphrates và Tigris dâng cao, mang phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng hạ lưu, biến vùng cửa sông trở thành đồng bằng, bờ biển của vịnh Ba Tư phải lùi xa gần 200 km. Với nguồn lợi to lớn từ các dòng sông, mà khoảng 6.000 năm trước, người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại đã biết làm nông nghiệp. Họ sớm bắt tay vào công cuộc chinh phục các dòng sông bằng việc đắp đê, đào hồ và làm hệ thống kênh mương dẫn nước vào ruộng và tiêu nước đi trong mùa lũ. Sau đó là chinh phục các vùng đồng bằng phù sa rộng lớn của lưu vực các dòng sông như phát minh ra chiếc cày đất, vỡ hoang, biết sử dụng sức kéo của động vật để cày ruộng, gieo cấy và trồng cây ăn quả với năng suất cao, sớm tạo ra của cải dư thừa. Cuối cùng là chinh phục, biến các dòng sông trở thành những tuyến đường giao thương chính, thúc đẩy thương mại ở Ai Cập và Lưỡng Hà phát triển. Nhờ biết khai thác những thuận lợi của điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp, liên kết chặt chẽ, cùng nhiều phát minh quan trọng trong việc chinh phục các dòng sông, cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà đã sớm tạo dựng được nền văn minh của mình. Nên, Ai Cập và Lưỡng Hà được ví là tặng phẩm của những dòng sông.